Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ chỉ ra cho các bạn xem được cái tướng của những cái người mà phá tài phá lộc. Các bạn có thể nhìn thấy những cái người xung quanh mình hoặc là nhìn thấy chính bản thân mình xem mình có những cái điều đó không. Và cái điều quan trọng nhất là các bạn có thể điều chỉnh được mình để cho những cái nét tướng đó nó mất đi. Các bạn chú ý lắng nghe nhé. Một số điểm thì có thể nhận thấy ở những cái người mà dễ gặp tai họa. Nhẹ thì mất hết tiền bạc. Nặng thì khuynh gia bại sản. Chúng ta thì thường thấy là có những cái người ấy, công danh tài lộc cứ lên như là diều gặp gió. Tiền tiêu không hết. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người làm ra bao nhiêu tiền thì tiêu hết bấy nhiêu. Tiền thì nó cứ trôi tuần tuột đi đâu mất. Làm bao nhiêu cũng hết, làm ra có cố gắng kiếm kiếm ra bao nhiêu thì cũng hết. Sau đây là một số cái đặc điểm mà bạn có thể nhận thấy ở những cái người như thế này. Nhẹ thì gặp tai họa, mất hết tiền bạc, nhưng mà nặng thì sẽ khuynh gia bại sản. Các bạn chú ý lắng nghe nhé. Cái đầu tiên là các bạn quan sát đến mắt. Những người này thì thường có cái đôi mắt mà không cân đối. Mắt to, mắt nhỏ. Lòng trắng thì nhiều hơn lòng đen. Người ta gọi là mắt tam bạch, tam bạch tứ bạch. Mình sẽ giải thích cho các bạn thế nào là tam bạch, thế nào là tứ bạch. Nghĩa là như này nhá, các bạn nhìn thấy mình bình thường đây là nhị bạch đúng không? Hai bên này lòng trắng ở lòng đen này là nhị bạch, nhưng mà có những cái người ấy, mà khi người ta trợn lên đây này, đấy, người ta có ba cái điểm trắng bên này ở giữa, ở dưới thì cái mắt đó thì người gọi là tam bạch. Nhưng có những cái người ấy, thì cái lòng đen của người ta nó bé tí thế này, nghĩa cái lòng đen của người ta nó bé bé xíu luôn, cái lòng trắng nó vây xung quanh trên dưới phải trái bốn điểm thì người ta gọi là tứ bạch đó. Đây là về mắt. Những cái người này ấy, thì thường là không đáng tin, tráo trở, hoặc là mắt thì nhìn thì cứ chớp lia lịa. Đó là những cái người mà thiếu thành thật, chớp mà cứ như là đây, như là chớp lia lịa này. Đấy, cứ kiểu như là cứ chớp lia lịa là như thế đấy. Là những cái người mà thiếu thành thật. Họ có thể nói khác, nhưng mà đến lúc làm ấy thì họ lại làm khác. Hoặc là mắt mà nhỏ tí hí, như là mắt nó làm nheo nheo, tí hí thì là cái tâm tánh thì không được tốt. Sau đó ta nhìn đến trán. Những cái người như này thường có cái trán mà trán sói hoặc là trán hình móng ngựa. Các bạn cứ hình dung ra móng ngựa như nào thì trán người ta kiểu kiểu như thế. Về mũi của họ ấy thì những cái người này thì vừa thấp vừa nhỏ. Cái lõm mũi thì lại hếch lên. Lúc thở thì nghe ra hơi. Đó là người nghèo khổ cơ cực. Khi nhìn đến lông mày ấy, thì những cái người này thường có lông mày thì quá ngắn, ngắn chỉ bằng một phần hai cái khuôn mắt thôi. Nó chỉ ra là cái người này nghèo và yểu. Cái đầu mày ấy, thì nó lại dính liền nhau. Cái đầu mày là như này này.
Đây, cái hai cái đầu mày dính nhau, hay người ta còn gọi là cái lông mày mà giao nhau. Cái đầu mày mà giao nhau ấy thì là đa dâm, khắc sát anh em. Mày mà chữ bát ấy thì là thông quan võ, nhưng mà nếu mà thất đức ấy thì sẽ làm tướng cướp. Lông mày mà mọc ngược ấy, ngược như này xuôi, như này là xuôi nhá, mà như thế này thì là ngược. Nếu mà lông mày mà mọc ngược ấy, thì là con người này rất là ác, rất là bạo. Lông mày mà mỏng mà thưa ấy, thì là người mà xảo quyệt, là người gian ngoan nịnh bợ. Về tóc nhé, về râu tóc, tóc dài cứng khô như là râu thì là cái người mà khắc sát vợ con. Tóc rộng cháy là vất vả. Tóc vàng mà quăn như dâu ngô ấy, thì là người nghèo hèn. Đối với phụ nữ thì là dâm đãng. Râu rẽ mà lệch ấy, thì là khổ về già. Dâu mà như dâu dê ấy, thì là đa dâm. Như dâu mèo ấy, thì là nịnh bợ. Còn như dâu chuột ấy, thì là xảo quyệt hay đâm thọc. Các bạn để đến miệng, cái nếp nhăn ở miệng ấy, nghĩa là miệng nếp nhăn hay còn gọi là cái miệng túi vải ấy, nó có cái đặc điểm là hai môi thì ngậm chặt, cái khóe miệng thì trễ xuống. Có rất nhiều những cái nếp nhăn ở trên môi. Mặt thì lúc nào cũng giống như là đang khóc ấy. Cái người có cái miệng như thế này ấy, thì thường là kết hôn và có con muộn, kết hôn muộn, có con muộn. Cái thuở nhỏ thì sống rất là vất vả. Về già thì cô đơn, cả cuộc đời nghèo khó. Rồi các bạn lại chú ý đến cái khe hở mà giữa các cái ngón tay quá lớn. Nghĩa là khi mà để cái bàn tay mà duỗi thẳng tự nhiên nhé. Đây, để duỗi thẳng tự nhiên. Mà các bạn mà thấy những cái, ví dụ là tôi thì không có khe, nó không biết tả nào. Nếu mà thấy những cái khe hở, những cái ngón tay này nó quá lớn ấy, thì chứng tỏ là cái tướng tay mà khó mà tụ được tài. Có tiền thì cũng không bao giờ giữ được, không biết giữ, rất là dễ rơi vào cái cảnh nợ nần. Chung là nên đeo nhẫn ở tay là một trong những cái cách mà có thể hạn chế được cái phần nào về cái tài lộc mà bị rớt rơi, bị rơi rớt ấy. Nhưng mà cái chính ý thì vẫn là cái sự thay đổi ở bản thân mỗi người. Nếu học được cái cách chi tiêu ấy, tiết kiệm ấy, tích tiểu thành đại ấy, thì sẽ có cái ngày được hưởng những cái thành quả của chính mình. Các bạn để ý đến răng, cái răng xỉn và răng khớp khểnh ấy, thì những cái người mà răng xỉn màu ấy, khớp khểnh ấy, thì sự nghiệp thì thường là không tốt. Cuộc sống thì cơ cực, cả đời cơ cực, nghèo hèn vất vả. Thế bạn nào mà có những cái bộ răng như thế thì cũng nên đi đi sửa, đi chỉnh sửa lại. Thực ra tất cả là nó cũng ăn vào cái nó ăn vào cái tố chất, cái nội ở bên trong, như là cái cơ thể mình nó không được tốt ấy. Nó không được tốt thì bên trong nó không nuôi dưỡng được ra bên ngoài ấy. Thì nó sẽ bên ngoài nó sẽ bị xấu. Thế nên là vẫn cứ phải điều chỉnh lại, kể cả là cái tư tưởng, suy nghĩ, ăn uống, tập tành, tập luyện thì phải có sức khỏe tốt thì mọi cái nó trổ ra bên ngoài thì nó mới tốt được. Cái này nó cũng áp dụng như kiểu người ta nói về nhân quả ấy. Bên trong có tốt thì bên ngoài mới có tốt. Còn các bạn mà đi phẫu thuật thẩm mỹ hay là như thế nào thì đôi khi nó chỉ là cái bên ngoài thôi. Ngoài những cái nét tướng ấy mà có thể dễ dễ dàng nhận ra ấy,
thì một số những cái thói quen xấu sau đây này sẽ khiến cho chúng ta sẽ khiến cho tài lộc của chúng ta không được tốt. Các bạn hết sức để ý những cái nét phá tướng trong những cái thói quen hàng ngày. Cái thứ nhất là đi đầu cứ chúi về phía trước. Người ấy mà đi ấy, mà đầu thì cứ chúi về phía trước ấy, nghĩa là mặt ở trước chân ấy, thì chứng tỏ là cái tính cách mà vội vàng, bất cần. Trên thực tế thì các cái vấn đề về tài chính ấy, không thể quá vội vàng, không thể bất ổn, không thể vội vàng bất ổn. Nếu vội vàng ấy thì tức là kiếm nhiều thì mất nhiều, kiếm ít thì mất ít. Cái dấu hiệu thứ hai, cái thói quen xấu thứ hai là rung chân rung đùi. Người mà khi nằm khi ngồi mà chân cứ rung rung đùi cứ rung rung ấy, thì chứng tỏ là cái tâm lý của cái người này là bất định. Cho nên ý, cái người này mà đối với những cái vấn đề mà xử lý tài chính ý, khá kém. Bởi vậy mà tiền tiền bạc thì kiếm chậm mà khó khăn đó. Một cái thói quen xấu nữa là thở dài, hay thở dài và nhổ nước bọt. Cái người mà thường không có cái việc gì mà cũng cũng thở dài ấy, vô duyên vô cớ cũng nhổ nước bọt ấy, là những cái hành động mà người ta gọi là tán tài. Người phương Đông ấy thì người ta coi trọng cái tu dưỡng khí lực, cái khí lực với tinh lực, nên cái việc mà thở dài với nhổ nước bọt ấy thì là làm hao khí hao tinh, suy mòn tinh khí. Khi thế thì cái thần lực thì nó cũng 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 bị ám muội, tiền tài thì cũng tự nhiên là đi đâu mất, bỏ đi. Một cái thói quen xấu nữa là nhíu mày. Nhiều người thì cứ hay thích nhíu mày, nghĩa là mỗi khi mà trong cái công việc làm ăn ấy chúng ta thấy khó khăn ấy thì chúng ta hay nhíu mày, nhíu mày mà để mà suy nghĩ tính toán. Cái điều này ấy, thì nó cũng tạo cho cái nét mặt của bạn ấy nó có một cái gì nó khó khăn, nó khó gần, lúc nào nó khó đăm đăm ấy, lúc nào nhìn những kiểu buồn rầu ấy. Nếu thường thường ấy có cái nét mặt này ấy, thì đối tác thì cũng khó mà thích thích làm ăn với chúng ta, không thích hợp tác luôn. Bởi vì người ta nhìn thấy thì người ta cũng cảm thấy như là nó không thoải mái khi gần. Tiền tài thì tự nhiên là khó khăn. Một cái thói quen nữa là xỉa răng mà không che miệng. Cái người mà xỉa răng mà không che miệng ấy, ngoài những cái biểu hiện mà xem như là thiếu lịch sự ấy, vệ sinh kém ấy, thì còn là cái người mà ý thức phòng thủ không có, nghĩa là kém cỏi. Mà cái ý thức phòng thủ mà kém ấy, thì cái thần nghèo khó thì đến với bạn là đúng rồi. Một cái thói quen xấu nữa là ngồi xổm khi ăn uống ngồi xổm. Cái động tác này ấy, thì ít nhìn thấy ở những cái người bình thường, nhưng mà hay gặp ở những cái người mà lao động chân tay, nghĩa là hay gặp ở những cái người mà cần làm những cái công việc mà gấp rút. Nó biểu hiện cho một cái trạng thái vội vàng không đẹp mắt. Ngoài ra ở cái tư thế này thì hấp thụ thức ăn thì rất là khó, rất khó khăn trong việc hấp thụ thức ăn. Từ đó thì nó dẫn đến cái suy kém về sức khỏe. Khi sức khỏe mà đã kém thì tự nhiên tiền tài thì cũng khó kiếm, khó đến. Tiền bạc kiếm được thì cũng đi mất. Một cái thói quen xấu nữa là bắt tay hời hợt. Bắt tay một cách hời hợt.
trong xem tướng ấy thì có phần nói về ẩn tướng. Ẩn tướng ấy thì nó có âm tướng và ấn tướng. Ẩn tướng ấy thì là những cái dấu tướng ấy, như kiểu là những cái bớt son, những cái nốt ruồi. Những cái này thì nó nằm ở những cái vị trí mà có thể là kín đáo mà người khác không thể nhìn thấy được. Tùy theo vị trí mà biết được là tốt hay là xấu. Những cái này thì thường là không thay đổi. Âm tướng ấy là tướng của ngũ sắc, nghĩa là tướng của năm màu ấy, nó xuất hiện trên khuôn mặt. Nhưng mà cái này thì thường thay đổi. Khi mà người ta nhìn vào màu sắc này ấy, thì để đoán biết được là vui buồn, hên xui may rủi sắp đến. Ấn tướng là chân tướng, là những cái nét tướng ấy thấy được sẵn có từ khi mà sinh ra đến lúc trưởng thành, như kiểu nốt ruồi hoặc là những cái bớt mà trên khuôn mặt, hay là lỗ tai có lông, cái dáng đi, cái điệu bộ, cái giọng nói, tiếng cười, vân vân. Bắt tay chào hỏi khi gặp nhau ấy là một trong những ấn tướng là có thể thay đổi đấy. Nghĩa là đàn bà âm thì tiếng nói phải chậm rãi, nhỏ nhẹ. Như thế thì thường là sang giàu, thường là giàu sang. Ngược lại, giọng nói mà cứ sang sảng, ồn ào ấy, và hay nói mà nói liên tục ấy, là bần tướng. Nếu không nghèo nàn thì cái số thì cũng cơ cực, không tạo ra được uy tín cho những cái người ngoài xã hội, thường bị bạn bè coi thường, gia đình xào xáo, vân vân. Đàn ông là dương, bắt tay thì phải siết chặt cho thấy cái sự thân thiện. Người mà đưa tay cho người khác bắt mà không siết lại thì cũng giống như là đàn bà có cái giọng nói sang sảng mà thôi. Vì theo cái khoa tướng bệnh ấy, thì âm thì không được động mà dương thì không được tĩnh. Một cái thói quen nữa là quay cái đầu đũa về mình, nghĩa là như thế này này, quay cái đầu đũa về ngực mình, nghĩa là như thế này nhá, nghĩa là có những cái người mà trong khi mà ăn uống mà gắp thức ăn ấy, dùng dùng đũa gắp thức ăn ấy, đấy, rồi đến lúc mà khi mà người ta chan canh thì lẽ ra bình thường là người ta phải bỏ đũa xuống, đúng không? Bỏ đũa xuống bàn hoặc là xuống mâm, rồi người ta mới cầm cái môi lên, cái muỗng gì đấy, để người ta múc canh. Đằng này không, họ họ cầm luôn cả đũa, họ quay ngược lại, rồi họ bắt đầu họ lại cầm cái muỗng, cái môi để múc canh, thì vô tình cái đầu đũa nó chỉ vào ngực mình. Vì thói quen và ngày qua ngày thì cái hành động vô tình này ấy, nó làm hại đến tâm thế. Mà nguyên nhân chính ấy, thì là do cái khí lực của mình truyền vào đôi đũa, truyền vào hai cái đầu đũa, nó phát ra, nó đi thẳng vào tim và phổi của mình. Người ta gọi là xuyên tâm sát, xuyên tâm sát. Như vậy thì sẽ có hại cho sức khỏe của chúng ta về sau. Theo xem tướng mệnh, người bị trúng lực xuyên tâm sát này ấy, tiền tài của người này ấy, sẽ bị hao tán, về già thì nghèo khổ. Đó, vừa rồi là những cái đặc điểm, những cái nét tướng của cái người mà phá tài, phá sản, hao tài. Nhẹ thì mất hết tiền của, mà nặng thì thân bại danh liệt, nghĩa là nặng thì khuynh gia bại sản. Và những cái thói quen mà nó dẫn đến những cái điều đó, khi các bạn biết được những cái điều này thì các bạn có thể là thay đổi, chỉnh sửa. Nếu như mình có những cái tướng như thế, mình có những cái thói quen xấu như thế, mình có thể mình thay đổi, mình chỉnh sửa làm sao mà để cho nó tốt đẹp nhất đến với mình, những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình.
Nếu như các bạn mà thấy những cái người thân xung quanh của các bạn mà có những cái thói quen xấu như trên hoặc là có những cái nét tướng như trên, các bạn biết được, các bạn cũng có thể là chỉnh sửa giúp cho người ta để cho người ta tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc cho các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái, chào tạm biệt.